Rồi, thế còn? Thưa cha, con là Maria Trần Thị Lý ạ. Con ở giáo xứ Thanh Thủy, giáo phận Bùi Chu ạ, con này bác ạ. Con nhiều được gia đình con được nhiều ơn lắm, nhưng mà con kể mỗi ơn của con ạ. Thưa cha, tháng 10 vừa rồi, tháng 10 năm 2017 vừa rồi con bị phát hiện là con bị ung thư dạ dày ạ. Rồi con đi khám rồi con phải nhập viện, con mổ rồi con cắt mất 2/3 dạ dày ạ. Vậy rồi con phải truyền hóa chất mất 8 lần, cứ 4 lần con đi truyền thì con lại nhắn tin cho cha, để cha cũng nhắn về cho con ạ. Thì tháng đầu tháng 4 vừa rồi thì con truyền lần thứ 8. Thì con có vào đây rồi là con xin cha với cha đặt tay cho con. Vậy là con về con đi truyền lần thứ 8 và con đi khám tổng thể vừa rồi thì con đã hết bệnh ung thư ạ. Mà nay con vào đây thì con tạ ơn Chúa, tạ ơn cha và cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con ạ. Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng. Những cái gì ở trong bóng tối hãy đưa ra ngoài ánh sáng. Những cái gì ở trong bếp hãy đưa lên mái nhà mà rao giảng làm chứng cho mọi người. Không sợ hãi, không sợ sệt gì cả. Đây, cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Còn chị,